Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước trước thời gian quay trở lại với kênh nhân Thái Anh Phương. Trong video hôm nay em xin giới thiệu tới anh em một sản phẩm, đó chính là phù đề của hổ vồ 10 tấn. Mã động cơ của nó là VKD615 24V và 70,5 kW. Với cái dòng này thì phần bánh răng của củ đề nó sẽ là 10 bánh răng, đây chúng ta cùng xem nhé. 2 4 6 8 10. Đây là cái phần của nó. Đây chính là điểm mà chúng ta bắt, ba điểm để bắt ốc vào trong chỗ phần động cơ. Đây chúng ta có thể nhìn này. Đây nó rất là to. Nặng. Đây chính là cái chúng ta hay gọi là dơ le này, hay gọi là ốc đề ạ. Với cái dòng này thì nó còn có cả một con dơ le phụ nữa. Đây anh em có thể nhìn nhé. Đây, hàng cực kỳ chất luôn anh em nhé. Đây chính là cái mã OEM, tức là mã chuẩn theo củ đề trên xe. Đây là CNC biểu tượng của hổ vồ. Đây, anh em nhìn này. Tất cả các dòng sản phẩm của bên em thì anh em đã order thì đã biết rồi. Cái chất của nó thì miễn chê luôn. Đấy. Vừa rồi thì em có vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cái củ đề của hổ vồ. Anh em quan tâm tìm hiểu về sản phẩm hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.